thực hiện mô hình ngôi nhà 200 đồng do Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng nay tại thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng ông Hoàng Văn Cận là nạn nhân chất độc da cam điều xin. Ông Cận Hiện đang sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, cuộc sống chủ yếu dựa vào chế độ trợ cấp hàng tháng nên không có khả năng làm nhà mới. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà nghĩa tình với diện tích sử dụng hơn 60m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng trong đó đơn vị hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình anh em đóng góp. Ngoài ra, cấp ủy chính quyền các đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ thêm ngày công xây dựng. Việc làm mang ý nghĩa nhân văn này thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với người có công với cách mạng, giúp họ khắc phục khó khăn, sớm ổn định về nơi ăn, trốn ở và vươn lên trong cuộc sống.